Rồi. Chào anh chị em. Một video về CRF. Về CRF thì chúng ta sẽ có một vài nội dung trong video này hôm như sau. Về video này chúng ta có khái niệm, cách sử dụng, cú pháp, bốc mô đồ và một vài khái niệm liên quan tới bố cục và kích thước. Thì sẽ là cái phần ở bên trái này anh em. Bên trái của cái mind map này. Đấy. Đầu tiên thì về khái niệm CRF thì đó là một cái phương pháp để chúng ta có thể chỉnh sửa HTML. Tuy nhiên là xem video này thì mình đã phải có kiến thức về HTML rồi. Thì ví dụ là bây giờ sẽ có một cái file như thế này. Và đương nhiên là có một cái div à, có một H1 đi. Nếu mọi người có một cái H1 hello chẳng hạn. Đấy, thì mọi người sẽ có cái dạng như sau, tức là dạng chữ đen đen trắng à, nó rất là bình thường thôi. Thế thì nếu mà chỉ như này thì làm sao để mọi người làm được cái giao diện đẹp như thế này hoặc là nó như này thì không thể làm được rồi. Đương nhiên là chúng ta phải có một công nghệ gì đấy thì đó chính là CSS, nó sẽ giúp mọi người có thể là tinh chỉnh lại cách hiển thị của các thẻ HTML. Và đây là khái niệm của nó. Để xong phần khái niệm. Tiếp theo đến cách sử dụng thì sao? Cách sử dụng thì mọi người sẽ có 3 cách. Đầu tiên thì mọi người sẽ viết viết thẳng vào thẻ đấy bằng từ style, ví dụ là lại H1 này. Thì lúc chúng ta viết chữ hello như này đi, chúng ta sẽ có chữ hello đây màu đen và chúng ta có thể viết thẳng vào đây để xem cho nó một từ thuộc tính style của thẻ đó, hello orange đó, thì mọi người sẽ thấy là chữ nó xanh sang màu cam rồi. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng ta thông qua ID một, chúng ta đã ID cho nó bằng B chẳng hạn. Đấy thì mọi người sẽ viết trong cái thẻ style ở bên trên heap, mọi người mở thẻ ra nhé. Rồi mọi người viết dấu thăng. Thăng gì ạ? Thăng B. Rồi chúng ta viết color purple đi. Đấy thì mọi người sẽ thấy nó ở đây. Đó. Đấy cái thứ hai, cái thứ ba là dùng class, class này thì mọi người sẽ đại diện một dấu chấm. Đấy thì vẫn ok rồi nhá. Đổi ping đi. Được chưa? Chúng ta sẽ có ba cách và cách dùng nhiều nhất thì chắc chắn mọi người dùng class. Trong cái mind map này nó có một cái cú pháp liên quan sử dụng nó thì mọi người sẽ thấy là về cách dùng của nó thì mọi người đang thấy là chúng ta có cách viết gì ạ? Inline tức là cùng dòng rồi này. Ngoài ra thì mọi người có cách viết là viết trong thẻ style thì gọi là internal này. Thế có cách thứ ba là như nào? Cách thứ ba là mọi người sẽ tách ra một file khác và chúng ta sẽ dùng thẻ link để link nó vào. File nó sẽ trông như này. Đấy, external chúng ta viết cái đoạn CSS vào đây. Đấy, cái đoạn này này ta viết sang bên kia và chúng ta link nó vào là được. Đây viết đấy, link thì cái này mọi người viết cái pháp tương tự nhé, viết link rồi tab là được. Rồi sau đó link thì đây mọi người thử này, điền vào đây là được nhá. Rồi xóa đi này, nó sẽ vẫn tương tự, nó không bị mất gì đâu. Đúng Rồi còn cách cuối cùng thì có thể dùng JS nhưng mà cách này thì cũng chưa dùng đến, anh em dùng HTML CSS thì mới dùng ba cách trên thôi. Đó. Rồi đấy là về về cách sử dụng. Thế cú pháp thì sao, khái niệm cú pháp bộ chọn thì thế nào? Đấy. Thì anh em chờ chút. Rồi về cái khái niệm về cú pháp viết thì chúng ta sẽ đề cập chính là tới cú pháp. Chúng ta tách ra cách viết ở trên thẻ style hoặc là cách viết file khác thôi, chúng ta không biết không đề cập tới cú pháp ở trong viết thẻ trong thuộc tính style được. Cách này ít dùng. Cách này làm như nào? Cách này thì chúng ta sẽ có cú pháp như thế này nhé. Đầu tiên là bộ chọn này, chữ S đại diện cho selector là bộ chọn, sau đó mở ngoặc nhọn và chúng ta sẽ có giá trị một. À, thuộc tính một giá trị một, thuộc tính hai giá trị hai và cứ thế. Thì tương tự cách viết như thế này và đâu đó thì cái này chính là bộ chọn này, bộ chọn này, bộ chọn này, bộ chọn. Bộ chọn là một cái từ để mô tả những cái cách mà chúng ta sẽ gọi đến một cái nhóm thẻ HTML đấy để chúng ta xét cho nó. Ví dụ ở đây là nếu mình viết một cái H1 thôi ấy, thì toàn bộ thẻ H1 đây chạy thử nhá. Nếu chúng ta viết như thế kia thì toàn bộ thẻ H1 sẽ có hiệu ứng đấy, mới thấy là AB và G ở cuối theo hiệu ứng. Đây là loại thứ nhất, loại viết theo tên thẻ, bộ chọn theo tên thẻ.
Loại thứ hai chúng ta dùng theo class thì chúng ta sẽ dùng dấu chấm đại diện cho class và đằng sau là tên class. Chúng ta đặt ở kẻ như thế này. Thế là xong. Mọi sẽ thấy trong quá trình cùng cùng class nó sẽ có giá trị giống nhau, có màu giống nhau theo cái mình để bên trên. Thế là cái thứ hai là về bộ chọn hoặc là cú pháp của nó. Thì ngoài ra chúng ta còn kết hợp này nữa. Video này thì em sẽ chưa đề cập chỗ này luôn. Mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn một chút. Đây là một video rất là ngắn gọn về CSS để chơi layout thôi anh em ạ. Nên anh em chịu khó tìm hiểu thêm nhé. Đấy là về cú pháp. Rồi đến phần thứ ba là về bốc mua đồ. Anh em chờ xíu. Rồi, về bốc mua đồ thì nhắc đến bốc mua đồ nó sẽ là một cái đặc tính của một thẻ HTML bất kỳ. Một thẻ HTML bất kỳ luôn luôn có những thuộc tính này, đó là content, padding, border, margin và width hết. Thì content là gì? Content là phần nội dung bên trong thẻ. Ví dụ mọi người có những thẻ div này thì đây chính là content này, đây là content và đây là content. Được chưa? Thế còn border là gì? Border là phần viền anh em ạ. Thì chạy thử này. Phần viền chính là phần màu xanh, chính là màu viền và nó được viết bằng cú pháp như sau. Người bỏ đi thì nó sẽ không có viền nhé. Đây. Đấy, mọi người thấy không? Nó mất viền này. Mở ra này. Đấy, đây là phần viền. Tiếp theo là padding thì đó là gì ạ? À, đó là chính là khoảng cách từ viền đến cái nội dung, viền đến chữ. Đấy, mọi người thấy là so với cái bên trên ấy chỉ có border thôi, thì cái bên dưới ấy, nó sẽ có một khoảng cách rất là lớn từ phần viền đến phần chữ và nó quy định bằng padding. Và cuối cùng là margin. Margin thì nó là khoảng cách từ viền viền của thẻ này tới viền tới thẻ khác thì nó gọi là margin. Đấy thì đấy là về bốc mô đồ. Còn cái này thì phải áp dụng thì anh em mới dễ hiểu được. Thì ở đây trong trong mindmap này sẽ có toàn bộ cách viết cú pháp của phần border, margin, padding. Đấy, ngoài ra còn width và head nữa. Width và head thì khá là dễ hiểu rồi, quy định cái phần hiển thị của thẻ đó. Nó không có gì đặc biệt lắm. Đấy, mọi người sẽ xem đây là cách quy định phần hiển thị. Và đâu đó mọi người thấy quy định width head nhé. Mặc dù nhé, mình đây biết đây là bộ chọn div rồi thì tất cả thẻ div sẽ có width head là 100, nhưng mà ở đây thì cái một cái hai thì nó lại có cái kích cỡ khác biệt so với bọn kia, thì phải chăng nó gặp vấn đề gì đấy? Thì mọi người thấy là cái hai nó có một điểm khác biệt duy nhất thôi là padding. Padding điểm khác biệt duy nhất của thằng thứ hai. Đấy không? Mọi người thấy là khi mà thêm padding vào ấy, thì cái kích cỡ nó bị to ra, bởi vì là nó tính từ chữ này đến viền nó sẽ bị to ra mà. Nó sẽ khác, thấy chưa? Thì anh em phải xử lý. Thì đương nhiên là xử lý chỗ này xử lý nào? Chỉ khi mình làm giao diện xây dựng bố cục mới bị lỗi thì mình mới xử lý. Và ở đây có đề cập tới công thức tính chiều dài thực tế. Width hết thì mọi người đều biết là chiều dài và chiều rộng của phần tử rồi. Tuy nhiên thì chiều dài thực tế nó sẽ khác, là nó tính bằng content cộng border cộng padding sẽ bằng chiều dài thực tế. Thế nên là khỏi content mà là width nhé, cộng border cộng padding thì sẽ là chiều dài thực tế, được chưa? Ok, thì đấy là về bốc model. Còn tiếp tục là về display. Display thì nằm trong phần bố cục và kích thước, thì riêng phần này sẽ có width và height này trên rồi nhá. Display và position thì phần position mọi người sẽ tự tìm hiểu hoặc là sẽ có một video khác. Còn video này em chỉ đề cập display và hướng dẫn nhanh để mọi người xây dựng layout thôi nhá. Rồi, display thì bây giờ em sẽ có như sau. Trước hết là comment vội đi ạ. Rồi, chạy này. Mọi người sẽ thấy là cùng là thẻ HTML thôi, ngoài việc nó hiển thị khác nhau thì nó còn có những thẻ thì viết nó lại xuống dòng, có thẻ không, đúng không? Thì tại sao thế? À, cái này được quyết định bởi thuộc tính display. Nếu là block thì nó sẽ chiếm toàn bộ phần ngang, và đương nhiên là nếu mà chiếm toàn bộ phần ngang thì cái thẻ tiếp theo nó sẽ bị xuống dòng rồi. Thì còn inline thì chiếm vừa đủ nội dung, chỉ đây mọi người thấy là nó sẽ chiếm mỗi phần của nó thôi. Đấy. Còn gì nữa không? Còn nhá anh em nhá. Chỗ này đặc tính của bọn này thì chúng ta còn được đề cập tới là cái thằng block ấy, tức là thằng chiếm toàn bộ nội dung ấy, nó có thể thay đổi được width và height để nó có thể thay đổi hình dạng được. Còn inline thì không thể thay đổi được. Tuy nhiên thì chúng ta có một cái thằng ảnh ở đây. Thằng ảnh thì nó là lai tạp của cả hai thằng.
nó gọi là inline blog, và nó vừa chiếm được viết và hết, vừa chiếm đủ nội dung mà không bị xuống dòng. Đó, thì đấy là đặc tính của display. Cái này khá là quan trọng bởi vì khi làm layout thì sẽ cần thiết chú ý cái này. Đó. Rồi, thì đấy là về lý thuyết sơ bộ. Em lưu ý là chữ ở trong này nhé. Chữ trong này mới sửa đi, nó thay đổi. Không phải là tại vì viết chữ block thì nó là block rồi. Đấy, mà nó do thẻ quyết định này. Mọi người thấy là trong cái phần nốt của mình này. Thẻ block thì sẽ là cái thẻ H, thẻ P và thẻ Div thì sẽ là block mặc định nhé. Còn thẻ inline sẽ có A và span là mặc định. Inline block thì chỉ có img để vậy, cũng không nhiều lắm. Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn thể hoán đổi các số tính display của chúng nó, được chưa? Ok, thì đấy là phần display, và sau đây thì sẽ là một cái phần xây dựng layout một chút. Tắt này đi. Ở đây thì mình có một cái hình như thế này. Cái này thì hơi bị khó một chút, mình muốn làm cái khác. Mình cứ để trong này nhỉ, khả năng không rồi. Mình chờ chút mình sẽ lấy đề cho mọi người. Custom là CSS. Giúp cái này đi. Thì mọi người sẽ thấy ở phần bên trên nhé, hai cái ảnh này thì nó sẽ là logo banner, thì nó sẽ phải cùng một hàng đúng không? Thì giờ chúng ta cùng thử làm đi xem nó là vấn đề gì nhá. Đấy. Nó phải là logo banner cùng hàng nhá. Giờ mình thử này. Ở đây thì mình có file HTML chạy thôi, thì mình sẽ viết thử file edit trước. Mình đặt tên cho nó là class luôn, logo này. Banner này. Đấy, rồi. Chỗ này thì mọi người đang dùng cách thứ ba là cách external từ file khác. Cách này là cách hay dùng nhất. Thì mọi người chỉ cần viết thẻ link, rồi mọi người điền tên file đúng là được. Style, gạch, index.css. Được chưa? Đây, chạy thử này. Thì với dạng mặc định của nó, thì mọi người sẽ thấy nó bị xuống dòng như này. Đúng không? Thử CSS chỉnh màu mè một chút xem đã. 30%. Hết 150 pixel và bao nhiêu ta, này đi đó. Banner thì gần như tương tự, width tuy nhiên là 70%. Chọn màu orange. Chúng ta sẽ có cái này, tuy nhiên nó sẽ bị xuống dòng. Thế giải quyết thế nào bây giờ? À, thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái thuộc tính khá là hay, xử lý các vấn đề liên quan đến chia layout nó là dễ. Thứ nhất là quay lại vấn đề tại sao nó lại xuống dòng này? Bởi vì nó display block, thì hai thằng display đều là display block thì phải xử lý nó. Chuyện này inline cũng là một giải pháp, tuy nhiên thì cách đấy sẽ không hay lắm. Mọi người sẽ dùng cách này tốt hơn. Mọi người bọc hai cái đó trong một cái thẻ chung. Hit đi. Đấy. Và chúng ta để nó vào trong, để hai này vào trong. Rồi, đấy. Chưa thay đổi gì cả, nhưng nếu chúng ta CS cho cái heap kia có một cái display là một dạng tên là flex. Display flex, được chưa? Thì ngay lập tức mọi người sẽ thấy là chúng nó xếp cùng một hàng. Được chưa? Rồi. Đây là tác dụng display flex. Flex thì nó sẽ cho phép quy định những cái thẻ bên trong của một thẻ bất kỳ, nó sẽ dàn hàng ngang ra và nó sẽ tùy chỉnh theo cái cấu hình của từng thành phần bên trong. Đại loại thì nó vẫn là dàn hàng ngang ra đã. Ok, thì đấy là display flex. Còn gì hay nữa không? Thì còn rất là nhiều. Rồi, đây mới sẽ thấy phần nắp, mình sẽ sử dụng phần nắp anh em nhé. Phần nắp này thì hình dung sẽ phải làm như thế nào? Thì đương nhiên là mọi người nên là làm chia hình từng phần, tức là cái phần menu ấy, chúng ta chia nửa ra, một nửa bên này, một nửa là hai cái nút. Chúng ta làm thì sẽ đỡ hơn, nhưng mọi người không nên chia là làm từng cái, từng cái, từng cái. Mà nhìn rõ phần nào có sự tương đồng thì mình sẽ gom vào một chỗ.
để mà làm đấy. Còn phần nào không standard thì tách ra, được chưa? Ví dụ ở đây thì mình có một phần tên là nav, bên trái thì mình gọi là menu, còn bên phải thì mình sẽ gọi là, có thể gọi là button hoặc là phần log cũng được, login log out cũng được. Phần menu, menu và phần log. Rồi chạy này, thì mới thấy nó vẫn bị xuống dòng đúng không? Xử lý như nào? Thì đương nhiên là chúng ta xử lý cách rất là nhanh thôi, đó là chúng ta dùng nav ra để display block là chúng ta sẽ để cạnh nhau như này là xong. Nhưng mà nó dính vào nhau, nó không phải mỗi thằng một bên, xử lý như nào? À, thì Flake nó cung cấp cho mọi người một cái khá là hay như thế này. Đây, Flake thì mọi người chỉ cần để thuộc tính như sau. Flex justify content, mọi người để nó sẽ có rất nhiều giá trị á, mọi người muốn vào giữa thì để center này, là muốn để từ cuối này thì để sẽ là end này, hoặc là muốn để hai bên như là hình thì chúng ta sẽ space between này, có rất nhiều dạng nhé, thì anh em có thể đọc thêm mình đấy. Đấy thì ngay lập tức nó sẽ rẽ hai bên rồi đúng không, rất là dễ. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào làm từng cái bên trong nhé. Cho menu này thì mình sẽ lại tiếp tục là sẽ có nhiều cái item bên trong, home này, bao này, contact này. Đấy thì chúng ta sẽ bị như thế này. Đấy chúng ta lại làm tiếp, đó là chấm menu display place đang ra rồi, tuy nhiên nó bị sát nhau quá đúng không, thì xử lý nào? Thì bây giờ chính là cái lúc mà sử dụng kiến thức của bốc module, mọi người sẽ phải cách nhau ra bằng margin đấy. Chấm item, thực ra nên là nắp item chuẩn hơn, không sao mà. Mọi người để margin này để mời video này, nhưng nó sẽ có như sau này. Đấy, sẽ cách nhau ra, mỗi thằng này sẽ tự cách nhau ra đúng không, margin là khoảng cách giữa các phần tử với nhau mà, được chưa? Cho C này, tư thế thì bên kia button thì không có gì cả, button dễ rồi, button thì mình có thể đặt class cho nó, button login nó à rồi. Và đương nhiên là nó trông như này. À, cái này thì không cần phải xử lý, bởi vì button nó là dạng inline, nó không cần xử lý cái đấy cũng được, không cần flex. Thì chỗ này chỉ cần margin thôi đúng không? Chấm button margin, mời đi xem. Đấy, trông margin này, cách nhau ra. Ừ, chỗ này mọi người sẽ thấy là cái giống giống nhau, có biết chung được không? Được anh em nhé, anh em chỉ cần để dấu phẩy đây là được. Nó sẽ những cái mà viết cùng cùng sau dấu phẩy này sẽ cùng thuộc tính, mình không phải viết nhiều lần nữa. Trong C này, được chưa? Và mình có thể đổ màu cho phần menu một chút, à, phần nắp một chút, background đi. Đấy, rồi nó hơi bị mờ mờ một tí nhỉ, để light và loose trong C này. Mọi người thấy là bị sát quá, thằng trên quá đúng không? Thì làm gì để cắt cái trên ra? Thì chúng ta có thể dùng masking tốt được anh em. Đấy, đây là tác dụng của bọn margin là để mày biết xem đó. Thế thôi thì phần này khá là dễ. Thế còn thì anh em muốn chạy hát thì anh em nên chạy hát cái phần dưới của nó để luyện tập thử. Mọi người học cách chia phần cho phần dưới này, chia phần này rồi làm cái này, hoặc là mọi người làm thử cái giao diện này cũng được này. Thì mọi người sẽ luyện tập được phần display này, tại là chia layout mới là cái vấn đề anh em cần xử lý nhé. Chờ chút. Đây thì đây sẽ có cái bài tập nhỏ cho mọi người, để mọi người thì làm bài này xem, tự mình ngồi làm cái này xem có được không. Đó. Ok, thì quan trọng nhất là cái phần nhiều nhiều thành phần này thì anh em sẽ xử lý nhà. Nhưng mọi người thấy là những cái phần mà có các chức năng giống nhau ấy, gần như người ta sẽ đặt chung class, thì đương nhiên là phần này thế rồi. Nhá. Anh em làm thì anh em phải xử lý thế. Ok, một video rất là ngắn gọn về CS tổng quan một chút xíu và hướng dẫn làm layout cơ bản mọi người áp dụng được để mà xây dựng được cơ bản nhé.